Phần lớn ước mơ của các em học sinh trong chương trình Chắp cánh ước mơ đều xuất phát từ chính gia cảnh khó khăn của mình. Nhiều em có ước mơ trở thành bác sĩ với mong muốn sau này có thể chữa những căn bệnh hiểm nghèo cho những người thân trong gia đình. Có em lại mong muốn trở thành người thầy giáo, cô giáo để có thể giúp đỡ những học sinh nghèo như bản thân mình. Và cũng không ít các em nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà kinh doanh để có thể phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống khó khăn. Đây cũng chính là ước mơ của em Đàm Hồng Dương, học sinh lớp 12A, trường Trung học Phổ thông Văn Giang, nhân vật trong Chắp cánh ước mơ tháng 12 này. Cách đây 4 năm, mẹ của Dương không may mắc căn bệnh ung thư gan rồi qua đời. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng cả về tinh thần và vật chất với tất cả các thành viên của gia đình, bao gánh nặng dồn hết lên đôi vai của anh Thiêm. Trong những lúc năm nhà tôi ốm đau và nuôi hai con ăn học và mấy một mẹ già, cho nên là rất là khó khăn và gia đình rất là mệt mỏi trong cái việc chi tiêu. Tôi phải tính toán làm sao chi như nào cho phù hợp để còn có tiền đóng học cho các cháu. Trong quá trình nhà tôi ốm là tôi cũng phải vay mượn bên nội bên ngoại, anh em bạn bè chi tiêu à tiện. Thì hiện nay gia đình tôi vẫn còn nợ 55 triệu. Nỗi lo của tôi là những khoản đóng góp đầu năm rất nhiều khoản. Không biết là mình lấy tiền ở đâu, vay ai mà trong khi lúc vợ ốm đau đã vay rất nhiều. Mà vẫn còn nhiều khoản chưa gửi được mọi người, chỉ biết khóc thầm chứ không dám để các con biết. Trong khoảng thời gian đó thì bố em nhiều đêm rất là mất ngủ vì bố em phải lo nghĩ cho em và chị em. Bố em rất là ít khi than vãn vì em nghĩ là bố em muốn em đỡ lo lắng cho bố, muốn sau có thể kiếm được nhiều tiền để có thể đỡ giúp đỡ bố. Ý thức được nỗi vất vả của bố, chị em Dương đã chịu khó học tập nhiều năm liền, đạt học sinh giỏi, được thầy cô yêu mến, bạn bè khâm phục. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn luôn luôn vượt lên trong học tập và có rất nhiều thành tích xuất sắc. Và bạn em thấy rất là nể phục bạn ấy trong môn học là môn toán, bạn rất có nhiều có cái phương pháp học tập rất là tốt và có những cách giải rất là hay và em thấy mình phải học tập theo. Em rất là ngoan, đó là rất là ngoan và ý thức học tập thì rất là tốt. Đấy, mặc dù là hoàn cảnh của em thì cũng thiệt thòi so với các bạn, chủ yếu của em đây là tự học là chính. Với cái khả năng của em để đi học thêm như chúng bạn thì là không có. Nên tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của em. Để tăng thêm thu nhập, ngoài lúc học, Dương còn tranh thủ giúp bà trồng rau để bán và không ngừng cố gắng nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà kinh doanh giỏi để sau này giúp bố đỡ vất vả. Xin kính chào quý vị khán giả truyền hình. Chào mừng quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ trao học bổng được thực hiện tại trường Trung học Phổ thông Văn Giang, huyện Văn Giang ngày hôm nay. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên phối hợp tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo bảo trợ thông tin, Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chắp cánh ước mơ là chương trình mà ở đó chúng ta thấy được rằng sự sẻ chia của cộng đồng đã hòa quyện với tinh thần hiếu học vượt khó của học sinh nghèo. 5 năm qua đã có rất nhiều học sinh nghèo được hai nhà tài trợ là Vietcombank Hưng Yên và VNPT Hưng Yên quan tâm trao học bổng. Món quà 12 triệu đồng đến từ hai nhà tài trợ không phải là quá lớn, nhưng đó là món quà vô cùng ý nghĩa về tinh thần. Tất cả các học sinh trong chương trình khi nhận được học bổng đều như tiếp thêm động lực, niềm tin để vươn lên trong cuộc sống và thực hiện được ước mơ của mình. Nối tiếp những giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình, thì ngày hôm nay chương trình đã có mặt tại trường Trung học Phổ thông Văn Giang, huyện Văn Giang để trao học bổng cho em Đàm Hồng Dương, học sinh lớp 12A của trường. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện nhà tài trợ VNPT Hưng Yên, ông Nguyễn Đăng Thành, phó giám đốc VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em Đàm Hồng Dương. Xin cảm ơn nhà tài trợ VNPT Hưng Yên. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Duy Hùng, trưởng phòng giao dịch Vietcombank Văn Giang sẽ lên trao học bổng cho em Đàm Hồng Dương. Ngày hôm nay nhận học bổng thì cháu cảm thấy rất là vui ạ. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để có thể vào được cái trường đại học mà như cháu rất là mong muốn. Đây là một cái món quà vô cùng ý nghĩa đối với thầy và trò trường Trung học Phổ thông Văn Giang. Nó là nguồn động lực, động viên các học sinh vượt qua khó khăn, học tốt và nó đã khơi dậy một cái tinh thần học tập trong toàn trường.
Xin cảm ơn hai nhà tài trợ và chúc mừng Đàm Hồng Dương. Chúc em sẽ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và thực hiện được ước mơ trở thành nhà kinh doanh giỏi của mình. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay sẽ lan tỏa được tinh thần hiếu học vượt khó cho học sinh toàn trường. Chương trình Chắp cánh ước mơ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.